199 Ngày 199. Hãy nghe và nhắc lại cách nói 80-90% đều là kiểu Trung Quốc. 80-90% đều là Trung Quốc phong đó. Bài Phân Trư Ba Chiểu Sử Tâu Sử Trung Của Phân Tờ 80-90% đều là Trung Quốc phong đó. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gần nhà mình. 我家附近. Nếu. 如果. Đã là bạn bè. 既然是朋友, đồ uống, 饮品, giá cả lại khá hợp lý, 价格又比较合理, hợp khẩu vị, 合口味, lợi hại vậy á. 这么厉害. Xem tình hình đi. 看情况吧. Alo. 喂. Sẽ đúng giờ mà. 会准时的. Học sinh. 学生. Hiệu quả quả thực cực kỳ tốt. 效果确实非常好. Hiểu rất ít. 懂得很少. Mình hiểu rõ. 我明白. Lúc nào cũng hoan nghênh. 随时欢迎. Đã 5:30 rồi. 已经5:30了. Con cần chuẩn bị cái gì? 还要准备什么? Mình đi thôi, với nghĩa chúng ta đi thôi. 咱们走吧. Chưa từng đi qua. 没去过. Đi về phía trước đại khái 200 mét. 往前走大概200米. Bên trái sẽ có cái bãi để xe dưới hầm. 左边会有个地下停车场. Quá thảm đi. Hào chán à. Tìm quá vất vả. Rào đỡ hào xin khủ. Đi thang máy lên. Người nói đang ở dưới. Dù điện thi sang trị. Lên tầng 6 ăn thử xem. Sang liều lấu chứ chứ khẳng. Mấy cái chén trà này. Rể xia trà bây. Đặc biệt thích. Thừa biệt xỉ khoan. Bộ đồ ăn phong cách Trung Quốc. Trung Quốc phong đờ chan chủy. Người khác vừa nhìn cái là biết rồi.
别人一看就知道了。答其妹粉枪。80%-90%。